Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở 71 Hàng Chống, Hà Nội, Báo Nhân dân đã khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng và triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tới dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Tại buổi khai trương, các đại biểu khách mời đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm có tầm của Đảng, gồm 5 chuyên mục, đó là tin tức, kiên định con đường đã chọn, thông điệp vì nước, vì dân, ý kiến lãnh đạo, chuyên gia, tình cảm với Tổng Bí thư, bao gồm các bài viết chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 6 vấn đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, từng bước hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội vì bình yên của Tổ quốc, văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, ngoại giao, cây tre Việt Nam, quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư từ năm 2011 đến nay được trình bày đặc biệt dưới hình thức báo chí đa phương tiện. Các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm làm rõ tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song rất cụ thể, bám sát thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, chuyên mục tình cảm với Tổng Bí thư bao gồm ý kiến tâm huyết, tình cảm của bạn bè quốc tế, của cán bộ và nhân dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm có tầm của Đảng, bao gồm gần 1.000 bài viết, ảnh, video góp phần khẳng định, lan tỏa giá trị, những thành tựu lý luận và những đóng góp to lớn trong xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng cùng ngày, Báo Nhân dân đã khai trương triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 44 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí.